Bữa giờ bận quá, ở nhà chăm mấy con gà rừng con. Gà này là F2 với F3, rồi có cả F1 nữa nha anh em. Này là mình cho ăn sâu. Sâu này là sâu chung. Anh em đừng có sợ nó đau đường ruột mà không dám cho nó ăn sâu nha. Nó thiếu chất nó mới chết, chứ còn nó ăn sâu nó không có chết, không có bệnh tật gì đâu. Bầy này được 1 tháng rồi. Đây, mình nuôi theo mô hình gà công nghiệp nha anh em. Tắm đèn đồ ban đêm. Rồi, hệ thống máng nước tự động. Chuồng này mình tự thiết kế nha anh em. Nó thích ăn sâu lắm. Rồi bên đây một bầy 2 tháng tuổi. Bầy này thì mặn như trâu rồi. Đó, nó ăn ghê lắm các bạn. Mỗi bầy này tầm 100 con nha các bạn. Rồi còn mấy bầy nữa 3-4 tháng thì ở khu chuồng nuôi khác. Lúc nào rảnh mình sẽ quay tiếp ha.